anh em nghe thấy không? Bóp rất nhanh anh em ạ. Đấy là tôi vừa mới sử dụng một cái bình thường nhá. Ui dồi, nét thế. Đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Ngày hôm nay tôi rất vui khi có mặt tại đây để giới thiệu với anh em về mẫu sản phẩm mới của hãng dẹp led, một chiếc đồng hồ thông minh. Nó có tên là Thor 5. Còn đây là mẫu đồng hồ trong phân khúc tầm trung giá rẻ V15 mà chúng tôi đã giới thiệu trong clip trước đó, anh em có thể theo dõi lại ở tại đây nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến giới thiệu qua về mẫu đồng hồ Thor 5, một mẫu đồng hồ flagship dòng cao cấp, gần như cao cấp nhất của hãng dẹp led này trong năm 2019. Và nó có tại Linh Kiện RC, gần như đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Cái mẫu đồng hồ này nó có điểm đặc biệt là nó sử dụng hai con chip. Một con chip để chạy các ứng dụng bình thường, tải nặng các kiểu, ok. Và một con chip theo dạng tiết kiệm điện, ví dụ để tải những cái ứng dụng bình thường, nếu như anh em chỉ đáp ứng để xem giờ hoặc là để đo sức khỏe thôi thì nó sẽ tự động chuyển sang con chip còn lại để giúp cho tiêu thụ bớt năng lượng hơn. Ngoài ra thì cái mặt đồng hồ này nó là mặt đồng hồ Goldia Class 5. Nó có gọi là kính cường lực Goldia Class 5, nó rất cứng, chống xước và độ bền rất cao. Một điểm nữa là camera của nó lên tới 8 megapixel, siêu sắc nét, có thể giúp cho anh em vừa call video vừa gọi điện như thế này mà không cần mình phải dùng đến điện thoại, mà có thể dùng trực tiếp trên cổ tay của mình. Một cái tính năng rất hay mà tôi cảm giác như nó giống như một chiếc camera trước của điện thoại, thay vì là chúng ta sẽ phải cầm như thế này nhá. Ví dụ nếu như điện thoại thì chúng ta sẽ phải cầm như thế này chúng ta nói chuyện, thì bây giờ đồng hồ thông minh chỉ cần như thế này thôi và vừa đi vẫn nói chuyện bình thường. Những cái mẫu đồng hồ thông minh của hãng dẹp led này nó không khác gì một chiếc điện thoại thông thường thu nhỏ trên cổ tay của anh em để đáp ứng những cái ứng dụng bình thường, hoặc giả hạn như gửi mail hoặc call video có sim lắp 3G để gọi điện thoại độc lập. Rất phù hợp cho anh em nào hay đi ngoài đường này, hoặc là đại khái là mình không có thời gian nhiều để ngồi điện thoại, hoặc nó giống như một cái đồng hồ thể thao, mình có thể đi chơi, đi du lịch thoải mái và nó rất là tiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp nó xem bên trong nó có những cái gì anh em nhá. Vâng, như anh em cũng thấy thì trên cổ tay tôi đang hiện lên một cái màu trắng, là vì tôi chạy Grab suốt ngày anh em ạ. Công việc chính của tôi là Grab và tôi review cho anh em chỉ là công việc phụ thôi, kiếm thêm thôi. Và tôi đeo đồng hồ suốt ngày cho nên nó có cái màu trắng như thế này. Ngày hôm nay tôi sẽ mở hộp chiếc Thor 5 này ra để xem là tôi đeo nó có hợp không anh em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng mở hộp nó ra xem bên trong nó có những cái gì. Đây là chiếc dẹp led Thor 5, một sản phẩm mới nhất flagship của hãng dẹp led này. Và cái hộp rất là đẹp, rất là như nhỏ nhắn và rất cứng cáp. Ok, ở giữa đây, chính giữa đây là chiếc dẹp led Thor 5. Chiếc Thor 5 này có một cái camera selfie là 8 megapixel này. Bề ngoài của nó thì được làm bằng dây cao su thể thao, rất là mềm, cảm giác sờ rất là mềm. Mặt đồng hồ này thì theo như kích thước mà tôi được đọc qua thông số thì kích thước mặt đồng hồ của nó là 1,33 inch và có độ phân giải là 454x454 megapixel. Cái màn hình được trang bị là màn hình AMOLED giúp cho hình ảnh hiển thị đẹp và độ tương phản cao, kể cả anh em đi ngoài trời nắng thì cái màn hình cái chỉ số hiển thị đây nó cũng không bị chói, không bị mờ, mình khó nhìn, rất là ổn. Camera thì thường trên các đồng hồ thông minh thì camera sẽ quay về phía trước để quay trong để nhìn thấy mặt trong khi mà ví dụ như trong trường hợp mình call video ấy, mình call qua điện thoại thì rất là ổn. Cổ tay tôi là cổ tay 16, cổ tay tôi thì khá là nhỏ để mà đeo được một cái đồng hồ thể thao như thế này. Nhưng điên thì nó cũng không làm cho tôi cảm thấy bị vướng víu cho lắm. Cảm giác đeo vẫn vừa tay anh em ạ. Nếu như anh em là có cổ tay to hơn, múp mác, thịt sôi thịt hơn thì anh em đeo cái này rất là hợp. Tôi đeo thì nó có cảm giác cổ tay tôi nó hơi gầy. Nhưng mà vẫn ổn. Vẫn ổn. Đấy. Vẫn bình thường. Và tôi để con video qua đây. Đây là cái khe cắm sim của nó anh em này. Đây là anh em sẽ mở ra để cắm sim này. Đây là chấu sạc này. Và đây là cái cảm biến để đo nhịp tim. Rồi bên dưới này.
Đây là có hai cái nút điều khiển chức năng ở phía nơi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở nó lên nhé. Rồi, trước mặt anh em đây là chiếc Zeblade Thor 5, một sản phẩm mới, mới ra mắt của hãng Zeblade này. Và chiếc Thor 5 này có cái ưu điểm là cấu hình cực khỏe khi mà nó sử dụng cái chip, hai cái chip kép. Một chip là MTK6739 Quad-Core và một chip nữa là 52840. Cái chip MTK6739 này nó cùng giống như ở trên chiếc Thor 4 Dual của thế hệ cũ của năm 2018. Nhưng mà nó lại thêm một con chip nữa là con chip 52840. Con chip này sẽ sử dụng khi trong trường hợp anh em dùng những tác vụ nhẹ đủ cần thiết, ví dụ như đo nhịp tim hay các kiểu, thì anh em sẽ dùng con chip này thì nó sẽ đỡ tốn nhiên liệu hơn. Nghĩa là để cái chiếc Thor này nó sẽ phục vụ cho những cái vấn đề về anh em sẽ được tiết kiệm điện năng và có thể để giúp cho... Ôi trời chết rồi, lúc nãy tôi vừa mới bỏ qua cái phần vấn đề về đo chiều cao cân nặng, nhưng mà chắc là cũng không sao đâu. Bây giờ tôi sẽ dùng, tôi sẽ quét để đào cái app của nó về nhá. Rồi điểm qua các thông số kỹ thuật của sản phẩm này, Thor 5 thì nó được sử dụng công nghệ chip kép này, và cái có cái RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 16 megapixel, có băng tần, giải băng tần là LTE và nó có thể sử dụng dữ liệu là 3G, 2G, 4G, và nó sẽ thích hợp cho anh em đi thích thể thao, kiểu dáng thể thao và chạy đo những cái nhịp tim, thông số về thể thao như là chơi bóng đá này, hoặc là đi xe đạp, hoặc là chạy bộ này. Nó được sử dụng một cái màn hình là AMOLED 1.39 inch và có cái độ phân giải là 454x454 megapixel này. Camera trước của nó là 8 megapixel, độ phân giải cao. Nó có định vị GPS này để định vị toàn cầu và có thể chuyển đổi một cái màn hình hiển thị rất là dễ dàng. Ngoài ra thì viên trên chiếc Thor 5 này nó có sử dụng một cái viên pin, nó có thời lượng sử dụng pin sử dụng nhé. Với là trong thời gian sử dụng thì nó khoảng 1 ngày và thời gian gọi là chờ, đeo cổ tay để chờ thì nó là 4 ngày. Nó được cái thời lượng lâu như vậy là nó nhờ một con chip thứ hai để sử dụng trong cái trường hợp tự chuyển đổi. Trong trường hợp mà mình chỉ là sử dụng những các tác vụ nhẹ thôi. Màn hình của nó được sử dụng màn hình AMOLED và kính là Gorilla Glass 5. Nó sẽ giúp cho anh em là cái độ cường lực của nó rất là tốt. Độ cái độ chống va chạm của nó cực kỳ là ổn. Anh em thấy là cái cấu hình của nó rất là mượt. Nếu như anh em sử dụng những cái tác vụ bình thường như thế này thì chỉ cần sử dụng cái con chip mà kia của nó thôi, chip tiết kiệm điện. Còn nếu như anh em chạy game hoặc là sử dụng các cái ứng dụng nặng thì nó sẽ tự động chuyển đổi sang con chip MKTK. Ok, qua đây thì anh em cũng sẽ thấy là của nó thì cũng cái sử dụng của nó cũng rất là đơn giản. Nó giống như một cái chiếc điện thoại bình thường. Anh em có thể cài đặt âm thanh này, hiển thị này. Đấy, rất là ổn, vuốt sang để trở về vị trí cũ này. Có điện thoại này. Đấy, khi tôi lắp SIM vào tôi có thể gọi, ví dụ tôi gọi vào hotline của linh kiện RC là 0961810116 này. 0116. Rồi tôi sẽ ấn gọi bình thường anh em ạ. Nếu như anh em lắp SIM thì có thể gọi bình thường nhá. Còn ở đây là tôi không có lắp SIM, tôi không có mạng di động. Cho nên nó sẽ không gọi được. Nó giống như một chiếc điện thoại bình thường thôi. RAM là 2GB và bộ nhớ trong 16GB, lưu trữ thoải mái luôn. Tôi không thể ngờ được là trên một chiếc điện thoại thiết bị nhỏ như thế này, trên một chiếc đồng hồ thông minh thiết bị nhỏ như thế này mà có thể chứa đựng một cả một cái cấu hình rất là mạnh như vậy. Camera 8 megapixel, tôi sẽ thử cho anh em xem cái chất lượng camera của nó như thế nào. Rồi tôi sẽ thử vào chất lượng camera. Đây, camera của nó đây anh em ơi. Ui, nét thế. Đây anh em có thể thêm này. Đấy, đây là bên cạnh tôi là anh bạn quay phim này. Đấy, ui nét nhờ. Ui con này nét lắm. Có cả nhận diện khuôn mặt luôn anh em ơi. Chụp này, nét hơn rất nhiều so với Thor 4 Dual hay Thor 4 Pro. Vì Thor 4 Dual thì cái thông số của nó là 5 megapixel thôi. Ui nhưng mà cái cam này nó nét vậy nhờ. Cái này thì anh em có thể gọi selfie thoải mái luôn. Tôi nghĩ là đây là một cái camera trước này, nó là một cái ưu điểm lớn nhất của chiếc Thor 5 này khi mà độ phân giải rất là cao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng test qua một cái tính năng khác đi. Bây giờ quay lại như nào? Bây tôi sẽ dùng phím back này để quay lại. Rồi, ấn nhạc à? Xem có gì hay không? Không có nhạc rồi. Tôi sẽ cố gắng để xem là tôi sẽ tải một bài nhạc về tôi nghe xem chất lượng loa như thế nào. Tuy nhiên thì cái chất lượng này nó chỉ là vừa đủ để mình nghe gọi bình thường thôi. Cái loa của nó chỉ là vừa đủ, chứ nó không mang tính chất là giống như là một cái loa giống như điện thoại được.
trên chiếc Thor 5 thì nó giống như các cái đồng hồ thông minh khác, khi mà nó có cái sử dụng các cái tính năng để đo sức khỏe. Ví dụ anh em yêu thích thể thao, bơi lội hoặc là chạy xe đạp, chạy nhảy thì có thể là sử dụng chiếc này để nó có cảm biến để đo nhịp tim ở đây. Và nó có thêm là cái chiếc Thor 5 thì nó có một cái chuẩn chống nước, kháng nước, đi mưa nhẹ. Thì anh em có thể lưu ý là nếu như mà trên trời mưa to quá, ví dụ như là hoặc là ngâm nước thì mình không nên, mà mình sẽ nên chỉ khi nào trời đi mưa thì mình nên cất đi anh em nhé. Còn một điều thú vị của nó là cái con Thor 5 là nó sử dụng một cái hệ điều hành Android rất là mạnh anh em ạ. Nó là Android 7.1.1, nó gần như một cái hệ điều hành mới nhất hiện tại của Android, nó giống như một chiếc điện thoại vậy. Và nó thể nghe nhạc được trực tuyến. Bây giờ tôi sẽ thử nhá. Tôi sẽ thử nghe nhạc trực tuyến xem thế nào. Bây giờ tôi sẽ vào phần cài đặt này. Phần kết nối Wi-Fi. Tôi bật Wi-Fi lên nhá. Rồi, vào linh kiện RC này. Mật khẩu là linh kiện RC luôn. Anh em nào đến văn phòng linh kiện RC có thể kết nối vào luôn nhé. Đã kết nối rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử quay lại cái phần nghe nhạc thử xem thế nào. Có vẻ như tôi phải download cái app để vào mạng được rồi. Thôi tôi vào luôn bằng trình duyệt. Tôi sẽ vào YouTube. Các phím bấm của nó thì các phím bấm của nó rất là ổn anh em ạ. Tôi bấm nó cảm giác không bị trượt, nó không bị trượt. Cái trải nghiệm bấm các cái phím nút của tôi cảm giác rất là ổn. Mặc dù thì ngón tay của tôi cũng to đấy, nhưng mà tôi bấm nó không trượt một phát nào luôn. Bấm không trượt phát nào. Rồi tôi sẽ mở nghe một bài thử, bài Sóng Gió nhé. Con này ổn hết nhỉ. Cấu hình khỏe. Ngon nhanh. Ôi. Rồi ngon nhanh như điện thoại. Nhanh bỏ thao luôn. Rồi. Anh em nghe thấy không? Bóp rất nhanh anh em ạ. Đấy là tôi vừa mới sử dụng một cái bình thường nhá. Nhưng mà vừa rồi thì chắc là tôi không thể ấy được, tại vì là sợ bị ăn nhạc bản quyền. Cho nên là tôi chỉ thử cho anh em nghe cái âm thanh của nó thôi, rất là ấm. Ok rồi. Và trong hộp của nó thì sẽ có bao gồm là hộp này, cáp sạc này và cái túc nước vít và sách hướng dẫn sử dụng. Anh em có đánh giá nhận xét gì về cái sản phẩm này? Đây là chiếc Thor 5, sản phẩm mới nhất của hãng Zeblade và có cấu hình rất khỏe khi sử dụng hai con chip RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và có camera rất nét 8 megapixel để có thể nghe gọi call video mà không cần phải sử dụng điện thoại. Anh em có đánh giá như thế nào về sản phẩm này? Hãy để lại comment cho chúng tôi được biết anh em nhá. Nói về đồng hồ thông minh thì nó luôn có những tính năng về đo sức khỏe, đo nhịp tim và đo bước đi bình thường, giống như các đồng hồ thông minh khác. Tuy nhiên con này khỏe hơn rất nhiều. Và nếu như so sánh với lại các đồng hồ thông minh của hãng Huawei, Huawei 2 Pro thì tôi đánh giá rằng con này ăn đứt luôn trong cùng một tầm giá. Ok, anh em có đánh giá như thế nào? Hãy để lại comment cho chúng tôi được biết anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là chiếc Zeblade Thor 5, sản phẩm mới nhất của năm 2019 của hãng Zeblade ạ. Xin chào.